Dạ, Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây bằng lăng thái. Thì cây bằng lăng thái rất là xiên cho hoa luôn á quý cô chú anh chị. Cây ra hoa quanh năm luôn. Cây lên tuột và đọt lại thì sẽ cho ra hoa. Thì Ngọc Ngân hiện tại thì đang có hai màu bằng lăng. Một màu là màu hồng á quý cô chú anh chị. Đây là cái màu hồng nè. Còn ở bên đây là cái màu tím hồng. Thì Ngọc Ngân có hai màu và một cây như vậy thì có giá là 150.000, hai cây là 300.000 thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Chiều cao cây tính từ miệng chậu đi lên nó thì cây nó cao tầm khoảng 60 cm và cây nó có rất là nhiều nhánh luôn. Thì hai cây là Ngọc Ngân bao ship và cây đang được trồng ở trong chậu xây chính đó quý cô chú anh chị. Thì cây bằng lăng thì thái thì rất là đẹp và hoa rất là nhiều luôn. Quý cô chú anh chị có yêu thích cái dòng bằng lăng thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Ngoài bằng lăng thì Ngọc Ngân còn nhiều loại cây giống cây trồng khác. Thì quý cô chú anh chị cần loại nào thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân nhé.